hàng á là chuột họ sẽ đi, chuột nó sẽ đi kiếm ăn và nó sẽ trèo lên những cái ghe này nó kiếm đồ ăn. Cho nên là cứ mỗi buổi sáng những người ở đây á, công việc của họ đó là phải dọn những cái bùn đất khi mà chuột họ bò lên trên ghe. Dạ con gửi thay mặt chị Giáng Thu. Dạ, chúc cho cô Giáng Thu được cơ về miền cực lạc rồi cho khỏe khoắn tâm hồn rồi tội nghiệp quá trời hết trơn. Hồi nãy á, là nghe nghe cô đã mất á mà cô này bàng hoàng luôn á. Cho tôi nghe hết không biết rồi chú. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ đang có mặt tại bến đò Phú Định thuộc quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi cũng như là bác Thuận là Việt Kiều Mỹ sẽ trở lại thăm sống Việt Kiều Campuchia, sống Việt Kiều không quốc tịch tại quận 8 này nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng đồng hành cùng Bùi Hồ với lại em Phong cũng như là bác Thuận Mỹ khi trở lại sống Việt Kiều Campuchia xem họ như thế nào. Hôm nay thì thấy cái dòng sông cực kỳ ô nhiễm của bác chị. Một màu đen, đen như mực vậy. Mình thấy cô bác chị thấy gì đây là một cái màu đen. Nhưng mà cái sông rất là ô nhiễm nên là thử là rất là hôi luôn. Và những lúc thủy triều xuống như thế này là một nỗi cực hình đối với những người dân mà sống hai bên bờ như thế này. Nước sông rất là hôi. Đây là trong một trong những cái nguyên nhân để mà gây nên những cái căn bệnh cho những người dân ở Sài Gòn này và đặc biệt là ở số Bình Kiều. Đây thì cực kỳ ô nhiễm. Một màu cực kỳ đen luôn ha. Nhìn thấy cái lòng sông. Đây là bến, bên đây là bến Phú Định đúng không? Dạ. Yeah. Bên đây là sông Cần Duộc. Hôm bữa thấy mua thì mua mì gói. Dạ. Ở đâu ta? Bến này á, bến kia. Bên đây hả bác? À. Nhưng mà mình sẽ đi qua một cái bến này. Rồi bến dừng bến này, này hai bến đổ là. Bến đây nó ngừng nhưng mà mình không có lên bác. À, phải lên à, đi bến bên kia. Nó đổi không? Bên đây đi bến này được này. Dạ yeah, hả? À. Lên luôn á. Hôm nay thì tiếp tục quay trở lại thăm xóm Việt Kiều Campuchia ở quận 8 này. Thì đi phải băng qua một căn trọ như thế này. Phong thì cũng mới trở lại thăm cách đây mấy ngày phải không? Ở đây là cái dãy nhà trọ mà phần lớn là mấy cô chú làm ở chợ Bình Điền á. Mà chợ này thì hoạt động về đêm. Nè, anh thấy mắt cũng là những người làm đêm này. Và giờ đây là giờ họ ngủ. Họ làm đúng rồi. Mình tự nhiên thấy mình thối. Từng hộ à? Ở đây thì tổng cộng hết là có 7 hộ. Dạ. Đang làm gì hả cô? Đi rửa ba cái... cái núm gì nè chú ơi, rửa giùm cho nhỏ chú nghe nè. Dạ. Bệnh mấy em gài không có bao đi đâu được hết trơn chú ơi, bữa chú đi đó giờ. Em chia sẻ cho anh Bùi Hồ với mọi người á, là ở đây thì có 7 hộ. Dạ. Nhưng mà mình đi ban ngày á thì không thể nào gặp được hết tất cả các bà con. Dạ. Cô này là ở bên cái ghe bên đây nè chú. Dạ. Dạ. Cô này thì gần như là tất cả người thân trong gia đình đều mắc bệnh. Và thậm chí là cô thì bị bệnh ung thư đến mức là đến bây giờ vẫn không có dám đi khám bệnh, tại vì không đủ sợ là mình phát hiện ra bệnh thì mình suy sụp tinh thần. Ta nhìn thấy khá là yếu cơ thể, ốm yếu ha. Cô này thì hôm trước là anh được biết là cô là hái rau muống ở dưới sông này. Hôm nay cô không đi hái nữa hả cô? Dạ không có rau nữa chú ơi, nó chết hết trơn rồi chú ơi. Dạ. Mấy ngày đó chú queo hết trơn rồi, giờ rồi không có đi, giờ bữa chú Phong xuống tới nay cái bệnh tới nay luôn, không có đi đâu nổi hết trơn chú ơi. Cô có đi khám bệnh không? Dạ không có. Nhà cô nhà ở đâu cô, cho con thăm cái ghe này nè chú. Cái ghe nhỏ đây nè chú. Đây nè. Cái ghe này hả? Cái ghe này dạ. Chú. Dạ. Ôi. Chú không dám dở cái cửa lên, chú biết sao, tôi sợ mưa nó tạt ướt hết trơn chú ơi, rồi không dám. Ê, cái đó nó gãy đó phải không? À, đi. À, đúng.
bác ơi, bác tôi xuống bác đi cẩn thận nha. Này. Chia sẻ với mọi người á, cái ghe của cô thơ máy đó, con này có gì ạ? Cô Sáng. Cô Sáng ha. Là mọi người thấy là đến bây giờ mà không thể nào bước lên ghe được cô được, tại vì nước nó cạn. Và mỗi khi mà nước cạn á là chuột họ sẽ đi, chuột nó sẽ đi kiếm ăn. Và nó sẽ trèo lên những cái ghe này là kiếm đồ ăn. Cho nên là cứ mỗi buổi sáng những người ở đây á, công việc của họ đó là phải dọn những cái bùn đất khi mà chuột họ bò lên trên ghe. Nó ăn đồ ăn ở trên ghe luôn. Dạ. Hôm nay thì lần đầu tiên mà anh thấy cái triều cường nó xuống dữ như thế này, và mới thấy được một cái cảnh cực kỳ ô nhiễm nè. Ở đây tất cả đều là rác thải dưới này à. Khi mà dòng sông này rỗng ruột á, thì mọi người sẽ thấy cái hình hài hiện lên đó là những cái rác. Và thiệt ra thì đối với nhiều người á, rác càng nhiều là càng mệt mỏi, nhưng mà đối với bà con ở đây rác nhiều lại rất là mừng, tại vì họ sống bằng cái nghề đó là nhặt ve chai. Trong cho nước cạn đi, rác về đây nhiều và họ bới rác, họ tìm những cái chai mũ để bán. Hiện giờ thì ve chai là 1 kg được bao nhiêu cô? Dạ, khi có 5.000. 5.000 đồng à? Lên giá thì 6.000. Ủa rồi chỗ cô là làm sao mà để qua được chiếc ghe của cô? Dạ, cậu cái này nước lớn mới đi được, cái chú nước nó lên đó. Bây giờ cô muốn lên bờ cô đi đường nào? Lên bờ đó, nhiều khi đi qua bên nhỏ bên đây đi, tôi kéo cái ghe qua đó tôi đi được hả chú? Cô kéo qua được không? Dạ, con cho tụi con lên được không? Dạ. À cô kéo đi cô. Kéo không được, cái nước này kéo đâu có được. Chắc có lẽ mình ghe mấy ghe kia ha. Ghe ba cụ. Không được, nước cái túc không mà ghe đi qua không được. Ghe có một cái ở xóm này có một cái bà cụ mù á. Bà đâu ta? Ghe bà đâu ạ? Ghe bà bên đó, bà đi đâu rồi chú? Đi rồi. Cái xóm này thì không bao giờ là đi lại thì mình thấy đủ tất cả các thành viên ở trong xóm à, tại vì đa số đều mưu sinh ở trên bờ hết à. Cẩn thận nha Phong. Ồ có đi cẩn thận nha đây. Cẩn thận nghe không? Khổ quá à. Ở đây thì khi mà mình đi á thì hai người mà không dám cùng bước lên một cái miếng dán như thế này đâu. Ôi được không? Đi một người vậy, đi hai người là nó gãy cái này. Cậu nhịn bé à, nhịn bé à Phong. Trời ơi. Cậu đâu ba giá? Là tại vì khó nuôi á. Chú ơi, chú ơi. À, xuống nha, cẩn thận nha. Anh gớt xuống dưới là tắm không biết. Không biết là tắm sao cho sạch luôn á. Chào mọi người, cho mọi người xem nè. Đây là cái dòng sông vào thời điểm mà lúc mà thủy triều nước nó rút quá. Nước sông nó cạn thì ở đây mình thấy một cái màu duy nhất là màu xám đục. Và rải rác đó là những cái rác thải ô nhiễm, cực kỳ ô nhiễm luôn. Và đa số các khác rác, loại rác này đa đều khó phân hủy à. Nếu như mà rác này muốn phân hủy được thì phải khoảng chừng vài chục năm. Và phải chôn sâu ở dưới cái lòng đất kìa. Còn này nó cứ lên đền trên mặt nước à. Cô ơi! Nhìn cái cây nè. Trời ơi trời. Phong ơi, để cho ba em qua em hỗ trợ. bác phải đi dứt khoát à. Đó. Em nắm tay bác lên. Không được không. Đi cùng hay. Qua bên đây chơi cô. Qua đây chơi nè tôi ơi. Thấy sao anh? Hôm nay là lần đầu tiên thấy cái nước nó cạn nó khác biệt ha. Cái này là cái miếng thiết nha, chứ không phải là cái gì đâu, đi mà không cẩn thận mà nguy hiểm lắm. Ủa sao mà cô làm cái miếng thiết ngang vậy, thấy ghê quá ta. Hả? Bác đi cẩn thận nha bác. Dạ. Để mở cái cửa cho anh vô. Được không chú? Dạ được cô. À, cái miếng ở dưới này nó sụp rồi đó. Đi mấy lần này là 2-3 lần rồi mới biết đến mới để ý. Bác không đúng rồi, ông 2, ông
Ủa sao cô cột giò bé lại hả? Dạ đi nấu nước tắm nó chú, đi nấu nước tắm cho nó rồi tính hơi hớt tóc cho nó luôn. Thật quá. Rồi mới chói nó, sợ nó đi ra đằng trước, cái té nó, chú nó đi hoài. Dạ. Mở ra đi thôi, thôi tội nghiệp bé. Nó đi cà nhắc nó đi hoài vậy. Vậy là cột lại là để... Dạ cho nó ở một chỗ á chú không? Để nó đi quá, đi rồi nó đi, nó té chú ơi. Bé tên rất là dễ thương nha. Bình Quân. Dạ. Trương Bình Quân. Ba của bé hôm nay đi làm hả cô? Dạ. Hôm trước dạ, thì chị cô có thay cái ống cho bé chưa? Dạ chưa chú. Cái ống này là mua bao nhiêu vậy cô? Dạ cái ống này cũng chắc cũng 2 triệu ngoài á chú, 2 triệu mốt, 2 triệu 2. Hôm trước có chị Xuyên ở Nhật để mà hỗ trợ với lại cô. Dạ, dạ. Cô Huệ ở Bỉ á, dạ, có hỗ trợ mua cái ống. Mình dành dụm tiền á chú, dù cô bác thì cho cũng để dành dụm đó, để dành có lụa cái nào im im rồi đặng chở nó đi đặng thay giống cho nó chú. Chứ nó tới cử thay rồi, tới hầu năm đầu năm rồi đó. Chắc là... Cô Tư ơi! Cô Tư ơi! Qua nhà chơi nè! Từ bên nhà mình đó muốn qua đây cũng đi gian nan lắm. Thôi mấy chú thường sáng đêm không có ngủ được chú ơi, hút đàn biết con tôi bực mình luôn á chú. Không có ngủ ngơi gì được cái chân. Khổ sức khổ luôn, không biết chừng nào đóng cổ là được thiệt chứ. Thức tới sáng nó sáng luôn á chú không, nhiều khi mình mòn mỏi mình nằm chút xíu là nó bắt đầu nó kẹp kẹp đàm lên hoài là ngồi hoài luôn á. Hút riết mà nói chú mỏi tay luôn á. Có khi hút gần mười mấy hai chục lần nó mới hết sạch á. Ở chỗ mình ghe mình đồ còn gạo mì đồ nhiều không cô? Dạ gạo thì còn chú, mì thì không có. Dạ. Mì nói chung ra chú ơi cũng ăn đó cũng còn keo bao nhiêu bọc đó rồi cái cũng có người ta khổ hơn mình nữa. Nhiều khi mình có dư mình cũng cho người ta nữa chú không? Dạ. Nói thiệt. Nãy mới cho bà kia rồi bà cũng khổ cho bà hết thùng mì, mì gấu đỏ chú. Cũng có cô bác nào xuống cho mấy bữa nay. Rồi mình thấy ta khổ quá mình cũng cho lại. Nói chung ra hai mẹ con với thằng bé này cũng có ăn nhiêu đâu, nói thì cháu không à chú. Nào mình nói thật sự. Chia sẻ thiệt với mọi người á, mì gói á có giỏi lắm, ăn 3 ngày là bắt đầu là nó nóng người rồi nó ngán. Dạ. À. Cho nên thiệt ra cái dễ cho nhất á cho gạo nè. Dạ. Thậm chí gạo mà ăn với nước tương hoặc là dạ, ăn với chao hoặc là ăn với hột vịt á có thể ăn được rất nhiều buổi. Dạ. Và giá trị nó cũng tương đương với một cái thùng mì ha. Dạ. Mì thì chỉ là ăn 2-3 cử thôi. Giờ cần chú gạo với đường bột ngọt nước mắm màu gì rồi cái đó là lâu quan trọng nhất đó chú. Mình khi mình không có mình bắt cái nầu lên cô quẹt thôi là mình ăn nước tương cũng được, cũng cô ăn gạo ăn trời ơi, tôi nói chú không ơi, lúc đầu dịch lúc đầu năm đi lên mua 5 kg gạo mà 75.000 đó chú không, thì có chút xíu tiêu ăn sao đủ 5 có 2-3 ngày và 5 kg mà 75.000 đó. Rồi chú coi cái ngầu nói hoài nó chết luôn rồi chút trước rồi năm rồi cũng có cô bác cũng ủng hộ cho gạo đồ ăn đắp đổi cũng được cũng gần hơn nửa năm. Năm nay chắc gì dân tiện đâu mua gạo ăn thì cũng có than thăng chắc thẳng với sao nhờ cô bác xuống cho một vài chục ký ăn chú ơi. Mình có cái gì mình nói cái nấy chứ không có nói dốc, chú không có xuống đây cũng quay biết bao nhiêu chục lần rồi chứ chú không thấy ông mẹ nó bỏ đứt luôn á. Chỉ có mình nên tôi nuôi mà giờ nếu mà tôi buông tay nó lần này cũng rồi luôn chú ơi, nhiều khi đó tôi nói với mấy chú tôi không có khóc đâu thiệt, cầm nước mắt dữ lắm mà thật sự mấy chú xuống quay là hỏi đơn này là tôi tuổi tôi không thẳng à thiệt. Nhưng giờ tôi cũng bệnh nặng, bệnh ung thư mà đâu biết chết giờ nào đâu chú không. Cô Tư vô đây rồi, tôi lỡ có gì thì thằng này nó cũng đi luôn rồi chứ không có sống nổi chú ơi, cực quá. Tôi chăm tôi còn không nổi luôn, muốn bê với nó luôn á, chi tới người nào chăm nó được. Nè chú không coi nè, sạc cái này nè, để hớt tóc cho nó nè. Chia sẻ với cô bác anh chị á, là cô là cô Tư đúng không ạ? Cô Ba. Dạ. Có những lần mà mình quên hẳn cô Ba đi. Mình hay ghé nhà của bé Bình Quân nè, rồi ghé nhà cô Tư. Cô Ba ngồi ở chiếc ghe kia, cô Ba nghe lại hai cái cô ở chung xóm á, tâm sự rồi mình thấy hình ảnh là cô Ba ngồi khóc một mình. Cứ mỗi lần cứ qua mà ngồi thấy tụi mình ngồi tâm sự với hai cô này là cô ngồi trên ghe bên nhà cô ngồi cô khóc. Sau những lần đó là cô hay khóc cô? Khổ quá chú ơi, ngồi mình lại khóc chú.
Thấy cái ghe giờ đi đâu có được, đi ra ngoài thì nó chìm, tôi mỗi lần tôi nói chú nửa đêm nó lúc dưới luôn nha. Rồi tôi dầm nước, tôi đợi cho tới nước mà nó gồng khô như vậy nè, rồi mới tát nước ra. Điều mà tụi mình thấy á, mọi người ở đây á, là cái điều kiện sống nó khá là ô nhiễm. Và cái thứ mà giúp cho mọi người để có thể cảm giác thấy nó khỏe khoắn trong người á, là mấy cái chai dầu nè. Mình thấy mọi người đi là đi đâu xách theo chai dầu hết à. Chai dầu à. Này là dầu Phật Linh đúng không? Dạ, dầu gì cứ không biết kêu dầu gì nữa chú. Mà mình cho tôi. Dạ, dầu Phật Linh, dầu kia rồi chú. Dầu này dầu nước vàng. Dầu nước vàng. Dạ, dầu nước vàng. Vậy là mình đi đâu mình cũng lấy xách. Nó nhức đầu hay là cái gì chú ơi, nó đem theo vậy chú. Dạ. Đây hôm nay thì mình với anh Bùi Hồ có ghé thăm thì chị Giáng Thu. Chị có chị Giáng Thu bên Mỹ á. Chị có đưa rất là nhiều dầu để chia cho bà con. Thì đây là dầu hai nắp đây. Khá là thơm. Dầu mừng chết luôn chú Phong. Tặng con. Của chị Giáng Thu. Dạ, của chị Giáng Thu ở Mỹ. Giáng Thu ở Mỹ. Dạ, tặng con. Cảm ơn cô nhiều cho được chai dầu này cũng quý dữ lắm rồi. Không có dầu nhất rồi chú ơi. Ở đây thì có một cái bà lão bị mù. Đúng rồi. Bà cụ đi bị mù. Xin ăn. Tặng cho bà cụ. Có gì cô Tư đưa. Cô Ba đưa giùm nha. Đưa cho cô. Trời đưa giùm cho bà giùm. Còn đây là đưa giùm cho cô Tư bên kia. Có bé An Nhiên nữa cơ. An Nhiên. Dạ. Giờ chờ sơ lượng cũng cảm ơn cô Thu hả chú không? Giáng Thu à? Chị Giáng Thu. Cô Giáng Thu cũng chúc cho cô dồi dào sức khỏe. Cô tặng mấy chai dầu này mừng hết lớn luôn cô ơi trời. Ở đây sống gì dầu không mà đổ cằn cổ dai mặt mày vậy chứ. Nó nhức đầu chịu không nổi cô ơi. Cô chúc cho cô nhiều sức khỏe. Cô cho được mấy chai dầu này bằng mừng hết lớn luôn. Nè nè, nói với cô Tư là cô Giáng Thu nó có chết lâu rồi. Dạ. Cùng chia sẻ với mấy cô là cái người mà trao quà á cho mấy cô á. Dạ. Cổ mất cách đây mấy tháng rồi. Nhưng mà tụi con muốn hồi hướng công đức cho cổ á. Ừ. Dạ. Tuổi chưa chú không? Dạ, chắc 37 tuổi. 37 tuổi ạ. Nhỏ xíu tuổi rồi. Dạ. Dạ. Con chúc cho cô nơi chú bệnh chú. Cái này là cái di nguyện của chị Giáng Thu. Dạ. Dạ. Cũng chúc cho cái cô mà mắc đó cũng chúc cho cô về nguyện cực lạc đi. Dạ. Và cũng làm phước phận ta cũng được nhiều cái phước mà sao cô cũng còn trẻ quá mà mắc sớm thấy cũng rất là tiếc luôn. Thì có chồng cái gì chưa vậy chú không? Dạ. Con có gia đình chưa có chồng ở bên Mỹ phải nó hỏi chứ không chúc cho cô nó cũng được nhiều giàu sức khỏe rồi cũng về miền cực lạc rồi cũng về cũng tâm tánh rồi cũng cho mà thì thoải mái rồi chú ơi chứ nó nói với lại cô Tư gì đó qua đây luôn không chắc như kêu giùm con cô Tư luôn ấy. Tư ơi cho chú lên với chú không. Dạ bà nội ăn nhau rồi chú không kêu à. Dạ cái này còn tốt quá, chị có muốn đi về đâu riêng không? Dạ. Nó mục quá. Dạ nó lủng ở trong đây rồi. Không mà, bác hỏi thật á chị. Dạ sữa mà không có tiền sữa. Tôi hỏi có muốn đi không chị? Đi về Long Xuyên hả? Ừ. Đi quân bằng anh đi, mình cũng 50 mấy rồi phải không chú không? Năm mấy con còn nhỏ nhiều lắm. Dạ thì kêu bằng anh đi. Kêu ông bằng kêu chú kêu bằng anh đi. Rồi. Dạ. Anh lên đây ngồi đi anh. Rồi tâm sự chút xíu đi cho anh đứng dưới đó nắng lắm. Dạ lên đây em cũng có đâu lời gì mà cũng như ghe thì nó ra sóng thì nó quánh lên thì chìm liền anh ơi chứ giờ đi về Long Xuyên thì không có đất cát không có ruộng gãy gì chứ nghe tôi em giờ chú không qua ngồi đúng không nó sụp cái chân có cái bữa đó mưa có mưa là hứa anh hỏi về Long Xuyên thì ở dưới mình ở không có đất cát anh ơi với bằng cũng giống đây thôi ở đây cũng đâu có đất cát. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề là cái ở đây cái nước đây là nguy hiểm quá. Dạ không có đất cát trong khi trên ở đó thì thấy nước nó sạch sẽ hơn. Dạ đúng rồi ở dưới sông mình thì nước ngọt nhưng mà anh thử nghĩ đi đâu có sợ làm không có ai mướn làm hồ làm gì trơn á. Đây cũng đâu có sổ làm đâu. Có anh nó đi làm hồ rồi hàng sắt đồ đó nhưng đang mướn sửa nhà đồ. Dạ có. Thằng chơi ba có ngày đó hả? Dạ dạ. Rồi. Thì cũng đi làm vậy đó anh chứ còn ở dưới quê mình nó thì chỉ đi nhổ cỏ lúa với cắt lúa mướn đâu chú không? Chứ không có làm sợ gì ra tiền hết trơn anh ơi. Chứ mới chụp vừa bươn bả lên đây người ta có đất có ruộng mà ta cũng lên thành phố này ta làm công ty với trơn anh. Chứ không kỳ mình không có cục đất nữa rồi mà làm gì sống. Cũng muốn ở trong này thôi. Muốn về dưới mà giờ hỏi anh không có cơ sở làm rồi đâu có gì để sống đâu. Không có ruộng gãy rồi không có mà làm cỏ lúa thì anh hỏi anh ngày có mấy chục ngàn à. Người ta đâu có mướn được như trên này ngày mà được 300 mấy 400 ngàn đâu. Như thằng Hùng ra ngày nó biết hàng đồ đó thì cũng ngày 400 mấy chục ngàn á anh.
còn ở dưới là mặn biết bao nhiêu ngày mới được 400 mấy ngàn. Nhưng mà cô có khi nào cô nghĩ là cái môi trường nó ô nhiễm quá làm cái số tiền mình làm ra nó không đủ mình trị bệnh không cô? Dạ thì đúng rồi đó chú, nhưng mà hoàn cảnh mình nó gì hoài nó đâu có thay đổi được gì đâu chú. Khổ họ lên bờ thì không có tiền bạc rồi lên bờ sao mà sống. Rồi chú coi đủ thứ hết trơn, đi lên bờ là đủ thứ tiền luôn á. Ý là dưới ghe gì nào anh coi còn mướn nhà trọ trên bờ 1 tháng 1.2 triệu, điện nước luôn là 1 tháng 1.6 triệu, 1.7 triệu. Với thằng mình không có thằng bé này, mình đâu có xài điện chi đâu, nội bình mình kẹp vô có cái đồ sạc trên mui đó chú, sạc điện đó mình xài cũng vẫn được, cũng có nó phải điện trực chiến luôn, không có điện là chết luôn á. Chứ ở chỗ nào sạch sẽ ai cũng muốn ở anh ơi, nói chuyện mấy chục năm trời sống ở đây nhưng nói thiệt với anh nhưng nghi gan như là cái ở tù vậy. Đầu chuột nó leo lên, nó nói với anh nó leo lên trong ghe này đầy luôn, sáng đêm không có ngủ được chuột á. Thậm chí mà anh đưa giò cái vết mùng nó cắn luôn, nó cắn bà cụ bên mấy lần rồi đó, cắn đổ máu luôn á. Vì bà ngủ bà thọt giò cái vết mùng á anh, bà để vết mùng á gượng đầu nó cắn, tưởng đồ ăn nó cắn, cắn bả má ở tay máu đồ xuống xả luôn. Hồi lúc đó còn ở trên cái bè trên đó đó chú, không muốn quay cái bè mà trên lùm đó đó. Trời ơi, nghe cắn. Cởi mà ớn lắm. Dạ, nó sưng tại lên vậy chứ. Nó cắn dữ lắm á chú. Có bị ô nhiễm, có bị nhiễm trùng không cô? Trời ơi, mình cũng có biết đâu chú ơi, thì để thí vậy đó, sức dầu rồi vô đơn sơ vậy thôi, chứ cũng có nói chung đời sống khổ quá cũng lo chết sống gì chú, tới đâu hay đó. Dạ. Kêu mẹ nó nhiễm lắm. Nhờ chú Phong xuống quay hôm nay ơi, mới có được cô bác gần xa với mấy chú nè, mới có tiền lo cho bé đồ trang trải thuốc men hoặc đồ ăn uống đồ, chứ hoặc không có đồng bạc luôn á, không đi làm hồ ngày tuần lễ được có 3 ngày. Nhiều khi mình cũng không muốn khóc làm gì nói chú, nhưng mà hoàn cảnh mình nay hỏi tới cái sao nước mắt ở đâu mới nó tràn tràn ra dữ mấy nữa. Nhưng mà tụi con lại mấy lần là không gặp chú nữa cô ha. Dạ không đi làm. À. Dạ có nhiều khi bữa chủ nhật người ta cũng kêu làm nữa. Ông quân quân kìa. Ổng sống rồi. Ổng đi làm hồ, người ta không đi chú ơi, đi bưng giác đồ không mà chứ đâu có làm được cái thợ thầy gì đâu. Còn rồi đấy bác. Thành ra thì cái hình ảnh này là ám ảnh hai anh em nhất. Rồi khi mà cái việc mà thở thôi cũng khó khăn quá à. Mỗi lần mà đút cho ông thở luôn là không có dám nhìn luôn. Chú nói chú nó cảm giác nó đau chú nói mấy chú lợi, mấy chú thấy như ám ảnh. Còn tôi mỗi lần mà tôi hút đàm đó, hoặc tôi làm gì mà có như tôi ngày đó tôi bệnh đó, tôi sợ. Mà nếu mình sợ luôn hoài thì cũng đâu có ai chăm nó đâu, cũng phải gắng làm thôi. Bây giờ cái này của hổm đây là cái bé An Nhiên bị bệnh ở dưới cái hầu ở dưới đây nè. Nhiều khi người ta dòm á. Anh Hồ xích qua cho cô Tư ngồi bên nệm đi. Người ta dòm á chú Phong ơi, mắc cỡ sức rồi. Nói thiệt. Dạ. Người ta giàu người ta dòm, nhiều khi dòng họ cũng có người giàu nữa chú. Vô đây đi cô. À, đâu có ai giúp đỡ gì đâu, mình người ta coi mình người ta thấy người ta cũng cừu dữ lắm chú ơi, mà nói kệ ai cừu đi chứ hoàn cảnh nghèo khổ không phải chịu đâu chứ sao giờ. Mình gửi giàu. Dạ, nghiệp chứ tôi bên mình có mắt rồi mẹ ơi. Chị Vắng Thu, tâm nguyện của chị là hỗ trợ mấy người tuổi. Cô chú người khó khăn đó nên gửi cho cha dâu. Thì hôm nay thay mặt cho chị Vắng Thu luôn á cô. Thì gửi cho mỗi hộ gia đình 1 triệu đồng để mà xoay sở trong cuộc sống, cũng như là có tiền mua thuốc men cho các bé ha. Dạ, dạ, cũng dạ. Cảm ơn các cô, các chú nhiều nha, các mạnh đủ dạ. Nhà hậu tâm dạ, gửi cho bác, cô, chú dạ. Nhiều nha chú. Giúp đỡ cho đây mấy đứa cháu. Dạ, cô ơi. Dạ. Dạ con gửi thay mặt chị Vắng Thu. Dạ, dạ. Chúc cho cô Vắng Thu được cơ về miền cực lạc rồi cho khỏe khoắn tâm hồn rồi tội nghiệp quá trời hết trơn. Hồi nãy là nghe cô đã mất á mà cô này bàng hoàng luôn á. Chị cho tôi nghe hết tôi biết rồi chú. Bệnh hả chú không? Cô 37 tuổi chờ khô. Nhưng mà cái duyên mình cho chị là để hỗ trợ. Dạ, tâm nghiệp quá trời. Cho cô cũng về miền cực lạc được, mà cô làm phước cái này cũng như là cô đi 50 cánh chùa, cô có mắt cô cũng thành tiên thành Phật chứ không phải thành người nào ở ác mới là xuống dưới chú. Thầy còn ôi, cô làm phước là thầy cổ cái này còn nhỏ tuổi rồi bác cái này tội nghiệp bệnh hả chú. Ngồi im cái bé, nói chung ra bà này nè chú
chú Phong, ba bệnh ba gà, ba tưởng đâu chết hai lần rồi đó, ba lần rồi đó. Tự nhiên cái ba ăn diễn biến vô cái ba khó thở, ba trợn trắng mắt lên cỡ một tiếng hai tiếng đồng hồ vậy đó. Nhiều khi tôi sợ ba chết tình lình nữa bà này. Mấy cô ở đây có dặn mình một cái điều như thế này nè, là chú Phong ơi, nếu mà có mấy cô có gọi á thì nghe giùm. Lỡ trường hợp bất khả kháng mấy cô mới gọi. Dạ. Có hai vấn đề, một là bé An Nhiên, hai là bé Bình Quân. Dạ. Nếu như cấp cứu bất đắc kỳ tử á, thì có gọi. Hoặc là trường hợp thứ hai nữa là nếu như mấy cô này có cô nào mất á. Dạ. Thì lo cái giùm cái hậu sự giùm, đặc biệt là sợ nhất là cô này với bà cụ. Mấy cô này dặn dò mình vậy đó. Dạ, đó bữa đây ai cũng có ông bị tai biến nữa rồi. Nhiều lắm chú ơi, đây cái chỗ của chú Phong là nè, bữa hổm cũng có nói chú Phong với cái cô tưởng xuống bữa hổm nói chú cũng đừng có buồn, tại vì ra nhiều khi cái hoàn cảnh mình khó khăn, nhiều khi bé có cái gì với chú. Anh cho ba một khi có phẫu thuật cô hoặc này nọ đó cũng nhờ mấy chú giúp đỡ, cũng cô bác đồ cho tiền nó cũng ủng hộ, có đi nó làm này kia cũng được, chứ mình đâu ra có số tiền lớn vài triệu, 2-3 triệu đủ thể mình kiếm được chú Phong. Còn ở Sài Gòn mà muốn mà lo một hậu sự, một cái đám mà đàng hoàng đó nha, tới cái lúc mà mai táng mà hỏa thiêu không á, là cũng phải ít nhất là 15 triệu. Cho nên là rất là nhiều người ở Sài Gòn khó khăn tới mức mà tới lúc mất là không có cái chỗ để mai táng luôn. Chết thì dục tôi mẹ xong đi cho má. Thường ngày chú ông nói với chú biết không, sợ ông nhất bà ngoại nhì là ông tai biến, ông nằm đóng bưng kìa. Nó sợ sức sợ, ông đi không được, ông ăn uống gì nó chú sợ. Có lỡ gì mình ở đây không biết gì hết trơn á chú. Không mới dám nằm trong ghe chú. Bình bơ đi hoài chú, tôi có luôn ra muốn rồi tôi đi hái. Không dám nằm ghe chú, tôi sợ tôi bệnh đó. Rồi hai nữa, cái ghe nó cũng chảy rồi này cái nữa, ban đêm ngủ đâu có được, ngon giấc gì đâu chú. Đêm ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ, không được liền. Bây giờ mua cái ghe mới cho cô là khoảng bao nhiêu? Tôi đâu có biết tôi chú ơi, số tiền cũng lớn quá trời, tôi không biết nhiêu. Mấy triệu rồi chú ơi. Biết nhiêu rồi nữa. Cỡ cái vỏ bà cụ nay mấy triệu rồi chú Phong. Vỏ cũ. Giờ dịch giả này rồi người ta lên bờ nhiều chắc ghe nó cũng rẻ ha. Dạ. Ở ghe lâu lắm rồi chú ơi, mà giờ tôi nói chú chuột nó cắn ở ngoài gửi vô trong nó lủng lỗ gì rồi nó chìm á, tôi đâu có hay đâu. Ở chừng nó ướt lưng đâu, chỗ 11 12 giờ phê rồi. Tôi nhảy dưới sông chứ mà tôi dầm nước nó trôi ba độ chứ chú. Mà tới chiều luôn vậy, tôi vặn đồ ướt vậy luôn vậy, người tôi phơi bả đồ mà nó cũng trôi bớt hết trơn, không còn chú gì. Tại bả không dám xin chú ơi, nói chú xuống đây quay cũng mấy chục lần rồi, chú thấy bả không có xin vụ mà cô bác mà có hảo tâm giúp đỡ cho bả mua được cái ghe bả ở đó, cũng rất là mừng. Mà tôi kêu bả hoài giờ bả không dám, bả nói thôi đi, có bữa hổm bả sao bả cho bả tiên xuống quay ghe bả nước không. Con biết cái trường hợp của cô là có một cái người chồng thì cũng thường hay xỉn, nên là nữ việc mà mình trao tiền cho cô nhiều quá cũng không được đó. Tại vì chồng của cô thì thường hay nhậu nhẹt à, mà có tiền, đôi khi có tiền thì cô cũng phải giấu cẩn thận để mà cô mua thuốc uống, mà không lấy là lấy tiền uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ vậy, nếu mà tụi con có duyên với cô ba á một lần nữa thì tụi con đến tụi con gom góp cho cô cái ghế mới nha, được không? Con được, chắc con mừng với cha mẹ hay ông bà đẻ tôi lần nữa. Như vậy nè, ngày mai tụi con xuống xây ra cái nhà ở dưới Đồng Tháp. Nếu như mà tụi con dư một ít số tiền mà xây dựng mà nó còn dư một xíu á, dạ. Con gom góp, con cố gắng con cho cô cái ghế mới. Dạ. Tầm 15 triệu đô la thì có khả năng được. Dạ, 15 dạ. triệu nha. Dạ. Tôi cũng không dám để tiền. Con sẽ mua cho con, không đưa tiền mặt cho cô nữa đâu. Dạ. Trời, gỡ tôi trời. Không dám. Chú Phong ơi. Không gửi được. Không gửi được đâu. Tại vì khi mà cho tiền thì chú sẽ biết rồi, chú sẽ qua sẽ dạ. Mình lấy tiền. Và sau tới là con không trả tiền nữa mà con cố gắng làm sao có cái ghe cho cô. Dạ. Cô đi hỏi giùm cho con đi. Con đâu có biết đường đâu đi đâu mấy chú. Mấy cô hỏi giùm cho con được không? Dạ, nhấp cái chân bám cái chân này nè chú. Hỏi giùm con cái ghe nào được dạ. Đủ như bà cụ ở vậy đó. Dạ, cỡ mười mấy triệu á chú. Dạ, hỏi giùm con đó nha. Tôi không biết đường đi chú ơi, cái ghe mà đi đâu gì đi lên bờ vậy chú, đi đây gần đây được thôi, đi xa tôi không biết đường. Cô này là hàng ngày là phải bơi cái xuồng ba lá để đi cắt rau muống. Mọi người hình dung là mỗi ký rau muống như vậy á là 10.000 đồng. Nhưng mà mỗi ngày cô giỏi lắm, cô cắt làm sao được khoảng 6-7 ký thôi. Nhưng mà về phải tỉa lại tầm khoảng 5 ký. Cả một ngày như vậy được khoảng 50.000 thôi à. Chồng này để cho con lắm nào chú, tôi không có cắt được cặm nào chứ bị nó chết ở trơn nắng á chú. Dạ. Ở phần ba cái ngu bay gì đó người ta cẩu thuốc hết trơn. Để cho cha chiều đi về mua thuốc cho con uống. Rồi tôi nghĩ là tôi không có đi nữa.
chị có muốn về Long Xuyên không? Tôi về rồi tôi hỏi chị có muốn về không, chị nói không, chị dạ chắc về là chắc tôi không có về được rồi, tại vì tôi không có chỗ nơi gì chứ không có làm được cái gì giờ có chỗ có nơi dạ, tôi bệnh có về không, có chỗ nơi về chứ có chỗ ở Long Xuyên thì cô có chịu về hay không? Về có chỗ nơi tôi đi về tôi ở chỗ về chứ. Còn như sư sở không có ở xã huyện chứ không phải về thành phố nha. Dạ thằng này là có thằng này không mà mới dính liền với bệnh viện, kêu nó muốn ở nhà trọ ở bệnh viện đi rồi có gì vậy là cô chịu về kìa. Rồi mai mới chị có giấy tờ, nó được giấy tờ chưa? Dạ có thì đủ rồi. Có giấy tờ thì được rồi. Có em mình muốn mình mua đất ra thì cũng được rồi. Thì ở Tân Tiến, Chi Tôn, An Giang em cũng có giấy mà. Chi Tôn chị không? Chị... Dạ. Mình có giấy An Giang á anh. Nhưng mà tỉnh cũng có giấy mà xuống đây cũng nhưng mà hộ khẩu của cô là ở An Giang đúng không? Dạ đúng rồi. À, ở An Giang thì cô chỉ việc là họ bác hỏi là cô có chịu về Long Xuyên hay không, tại vì thấy cái chất lượng cuộc sống nó thấp quá, cái môi trường sống nó gây nên cái tuổi thọ mình nó thì bị thấp xuống. Về Long Xuyên mà như mình có đất đồ còn nhà đồ mình ở thì cũng nên về chứ. Mình vẫn sống ở với con, ví dụ sống ở với ghe vẫn tốt hơn là ở trên này mà. Dạ. Sống dưới ghe mà có cái bến đậu chú rồi đó, mà đi mặn gì ở miền Tây chứ nó khó ở đây mấy ổng mà đi kiểm tra rồi chú, nhiều khi ban đêm ban đồ mấy ổng đi kiểm tra rồi mình không thấy mấy ổng khó lắm, ban đêm nào đậu không chịch cái chỗ cái bến mấy ổng cũng bắt nữa, mấy ổng bắt mấy ổng phạt rồi chú. Dạ, đúng rồi. Nhiều khi bắt rồi mình đi làm cỏ đồ nữa cũng có, tôi cũng lâu lắm rồi tôi cũng có đi làm cỏ hầu kỳ đó, tôi làm ở chỗ Mỹ An gì á chú, Mỹ An Đồng Tháp. Mấy ổng bắt tôi đi lên tôi đi làm cỏ, lúc trước tôi đậu cái xuồng như gì tôi đậu cái ghe gì đậu mà tôi không có đi trình á, đậu dưới bến không có đi trình, đêm ngủ tôi không đi trình á, mấy ổng bắt lúc tôi lúc trước cơ mà bây giờ mình giấy tờ lúc trước tôi lâu rồi mà tôi đậu sợ vậy chú, phải mình trình phải không chú, không trình báo với công an ta mình ăn ngon ngủ khỏe rồi không ra mà khi cô làm có giấy tờ hợp pháp thì nó dễ lắm. Dạ. Cô cứ nói là thằng chưa biết sao đậu ghe đó, đậu cặp bên cái ghe của người ta bên bên đi lên mà cái nhà làm ai đi xuống không được là biết sao, con chó nó dữ quá nó cắn người ta luôn rồi không dám, rồi đi lên đi xuống rồi cũng khó chú ơi. Yeah. Anh hai cũng kêu Long Xuyên cũng ham, Đồng Tháp cũng ham. Có cái thằng này giờ anh đưa tôi đi vô trong núi mà tôi cũng ở được, cái thằng này nó khó khăn. Nó trở ngại hoài anh ơi, đi đúng. Bệnh viện đây mà một tiếng hồ đây lên tới bệnh viện mà anh coi chạy muốn dắt giò luôn á anh hai. Em bởi vì tâm linh nó nói. Dạ, đâu có. Bởi vậy thành nó khỏe mạnh thì có mình, dạ. mình muốn cái gì nó đau khổ nó. Dạ. Đau khổ lắm anh ơi, mỗi lần tôi hút đàm cho nó là tôi như tôi đau á, tôi mắc tôi lúc trước rồi tưởng tôi chết không, hút đàm cái nó như mắc mà mấy cái thịt kia tự nhiên cái tấu nó mình bệnh luôn. Nhưng mà tức là chị cũng muốn đi về quê nha. Dạ, về Đồng Tháp ở cũng ngon đó anh hai. Phải ở Đồng Tháp cũng ngon. Bị gì xứ sở quê hương mình nào lúc trên miên về chú không, bây giờ mình ở đó lúc đó giấy tờ ở Mự rồi cái ông già ổng mới theo người anh trong Tân Tiến Chi Tôn về trong đó nói anh chờ uống nước phèn không anh hai ơi, nước gì nó lên phèn nói anh nó lên như vàng như cái áo đó vậy đó, cũng múc với sông lên lắm uống không luôn á, bởi vì ổng mới mắc đó. Quỳ tới bây giờ mấy năm nay rồi, giờ sáng múc nó vô nó múc rồi nhưng mà mình không có đất cát gì thành ra mình không có ở được anh. Nó khổ vậy đó anh ơi, nhỏ đi nhổ cỏ lúa thì có mấy chục ngàn từ sáng tới chiều, rồi hỏi anh có 50-60 ngàn bạc sao sống. Nhưng mà ở đó nó đỡ tốn tiền hơn ở trên này hả cô? Tại vì khi mà ở đó cô có thể hái rau cô ăn được nè, có thể dân lưới cô ăn được nè, thì những cái khoản chi phí đó nó cô không có tốn kém. Còn khi ở trên này cô làm một ngày 300 ngàn, nhưng mà tất cả mọi thứ cô đều phải tốn. Dạ. Từ cái việc mà mua đồ ăn thì nó chi phí nó cũng cao hơn so với dưới nữa. Còn ví dụ như ký cá dưới 50 ngàn thì trên này nó đến 100 ngàn. Dạ. Khi ở dưới cô làm một ngày là cô làm khoảng 150 ngàn thì cô ở trên này cô làm phải ngày 300 ngàn nó mới đủ. Dạ. Nhưng mà cái chất lượng cuộc sống ở đây nó thấp quá. Thì ý của bác thì có chia sẻ như là muốn cô thay đổi được cái môi trường sống thì cô mới có được cái sức khỏe cao được. Dạ.
thì anh hai ông nói ham dữ lắm, ham luôn, miệng giọng thì cứ nói gian đừng có cho sống được tới ngày mai, ham gì à, Đồng Tháp sống lắm anh ơi, mà thiệt ngặt cái thằng nhỏ này không biết sao đi thiệt với anh luôn, nó gần bệnh viện mà nhiều khi không phải mình nói mình chùi quẹo nó liền liền luôn á chú, nó chưa thấy đâu đâu, nó nhiều khi nó giật cỡ nó như gan là chú đem chú nhận nước sâu một bồ một miếng gì nè, giật 12 giờ mà cho tới sáng luôn á, đón xe đi được có chú không, tôi nói thiệt luôn á. Nó làm riết rồi tôi không có hồn có vía vậy trơn, tôi mới bây giờ chú hỏi tôi bao nhiêu tuổi tôi chỉ biết là nói năm mấy vậy thôi chứ không biết sinh tuổi con gì nữa. Nó làm riết không có hồn luôn. Tôi thấy là hồi lúc mà ba mẹ nó còn bắn thua. Dạ đúng rồi. Hình chứ anh thật. Không dạ. Khương vừa. Khương vừa. Dạ, con vừa quay lên đó, dạ. Con vừa là vô là cái lúc con bé nó còn đang nằm trong bệnh viện á, đắp khó thai con mắt nó rồi rồi miệng mồm nó tàn là dây nhợ đâm ống vô chổng không mà rồi xin bác sĩ vô, bác sĩ không cho vô. Chỉ nhờ anh Khương vừa, chú Khương vừa quay lên á là bé nó mới được ra, chú không đổ đây xuống nó chứ thôi là chết luôn rồi anh ơi, nó khổ quá thằng này. Cứ ở đây hoài thì cái khổ nó cứ đeo đẳng hoài à, không bao giờ hết đâu. Có đạo gì? Đạo Phật anh. Nói chung ra em đạo Phật thì mà đạo Chúa, Chúa Phật gì em lên trển thằng bé nó bệnh, em cũng lợi Chúa em giái hoài, lo nhà thờ cũng giái hoài gì anh. Đạo nào cũng là trời Phật hết trơn phải không, đúng không? Mỗi người riêng một cái đạo nhưng mà cái lòng mình có thì Chúa cũng là như vậy mà Phật cũng là như vậy thôi, mình cũng giái hết cả hai luôn. Năm nay mươi tuổi. Năm 52 anh ơi, chị nhớ 52 tuổi chứ anh nói tuổi con gì chứ cũng không biết. Còn nhỏ mà. Dạ. Nhỏ anh ơi. Ôi cô có năm, cô 52 tuổi mà thấy cô. Thiệt ra cô không nhớ đâu, không nhớ tuổi đâu. Tôi biết con gì sinh con gì thôi à. Dạ. Chứ không biết con gì luôn rồi vậy chú không ơi. Nhưng hỏi con này tuổi bao nhiêu tuổi cũng không biết luôn. Ở đây người ta không biết tuổi anh. Bà đó thì chắc bà nhớ rồi, bà chị bà ba rồi thì ba cũng năm mấy. Năm mấy thôi. Có nghĩa là cứ sống lây lắc qua ngày tháng vậy thôi chứ đâu có nhớ tuổi gì đâu. Cái ông bị tai biến bệnh cũng năm mấy, ông cũng bị tai biến 2 năm nay rồi. Hai chị em. Này hả chú? Dạ, hai chị em. Cô ba, cô tư, vậy là đây là cô mấy? Cô này. Cô này. Cô không biết thứ mấy. Cô không biết thứ luôn. Cũng thứ tư. Tư luôn hả? Dạ. Thôi mỗi lần. Nói chung là đã như là ở chung một xóm gì á, chú từ đó giờ nghĩ là mấy chị em rồi vậy đâu. Dạ. Có ai chơi con mà họ vậy chứ. Nghĩ như hồi đó giờ ở chung với nhau vậy. Ở gần gần nhau vậy chị em rồi vậy đâu chứ không có bà con gì ruộng thịt gì chứ nữa chú ơi. Như bà ngoại bệnh cũng vậy đó, cũng sống ở đây từ đó giờ. Nói chung là trên đây chú nguyên đàn, nguyên đàn vậy chú ơi. Nói chung đi chỗ nào chú không thấy không? Thả bè, thả ghe xuống một lần mấy chục hộ. Đưa tiền cho bà nội đó bé, đáng nào con làm á. Bữa xin xin chú bữa hổm là cũng như giữ cái số điện thoại chú đây. Sợ phiền mấy chú, sợ bé nó có gì hoặc là có gì cái mình cũng nhờ chú, lỡ chú có đi xa Nam Giang đồ mình cũng có trách được mà chú ở gần gần á. Chú cũng giúp đỡ giùm bằng, chú cũng có cái phước chứ giờ đâu có ai muốn chết đâu chú không, đâu có ai muốn bệnh đâu, chẳng thà nghèo nghèo chứ đừng cho bệnh được đó. Khổ khổ cái thằng nhỏ này nè, tôi nói thiệt chú, tôi mà không có nó rồi nha, chú đi mằng mà tiền tôi xài cũng không hết, nói thiệt cái chú 100 ngàn 50 ngàn mình tôi ăn nhiêu, chú hỏi chú phải đúng không, bây giờ có nó mỗi thứ mỗi tiền, cái gì cũng tiền hết. Chú coi đi dành dụm thường ngày để mua tả nè, sữa nè, cháo nè, đồ gạt nè, gạt thay nè, chú coi nè, mua một lần 30-40 bịch để dành đó. Rồi chú coi nè, nó cũng tiền không, cái gì cũng tiền hết, còn thuốc thì mua để dành cho nó, lỡ nó có sốt có gì đắp cho nó đó, chú coi đó. Để dành nó mà giờ chú hết nữa đó, chú coi mua thuốc hạ sốt để cho nó, mỗi lần nó nóng lên quá thì nó bị giật. Đó, đồ đo, đó đo oxy máu năm đo. Dạ đo cái gì? Đo cái gì coi mình có sụp có cả giảm gì không đó chú? Đo cái gì đó? Huyết áp gì đó. Đi nè. Có cái cây đo nữa mà tôi không biết, tôi cho ai xin tôi cho mất tiêu rồi, cái cây gì đo nách á. Khổ gì chú ơi. Mà con có thằng này mừng biết nhiêu nó thiệt. Thì con cháu bỏ nó đâu phải đó.
Mà chắc có lẽ là anh em mình sẽ xin phép với cô ha. Thì lần sau nếu có duyên nữa thì sẽ đưa mấy cô xuống miền Tây sống, thay đổi môi trường. Rồi nếu có duyên nữa thì nếu không được thì sẽ cố gắng giúp cho cô cái ghe mới ha. Cảm ơn chú Nghèo với chú với chú nữa. Dạ dạ. Bà không biết, bà nói nghe đây thấy bà bệnh hoài, bà này sợ bà sống không dài đâu. Bà giái chờ Phật độ bà mạnh giỏi, rồi ngày tôi cũng giái dùng cho bà luôn. Chú biết đâu. Bệnh gì tôi buồn tôi lắm chú không. Không có gì chứ, không có gì chứ. Chú ơi, tôi hoàn cảnh tôi khổ, tôi không muốn nói chia sẻ gì cho chú ơi. Nhiều khi gặp mình ơn cũng gốc nữa, chứ không có nói là được với mấy chú gì hết á. Nói cho mấy chú phòng luôn nghe, sợ lấy cái clip mình lên. Bởi người ta mở, người ta coi, người ta thấy, người ta nói ổng. Chứ ổng muốn bụng quậy lắm. Không chú cô có chút tâm sự. Bà này bà khổ gấp trăm gấp ngàn lần hả chú ơi. Đây là chú lên ai mở gặp cái này nữa, bà quấn chửi tôi nè nha, chửi sáng đêm luôn. Mà ổng hết rượu rồi sao, ổng hết rượu hiền như cũng đắt vậy đó. Mà ổng có rượu vô là ổng chửi rồi. Con gặp mấy lần rồi mà. Dạ. Tôi cho cũng không thôi chú à. Cho đi, đi làm bằng đêm. Ôi chè. Dạ thôi có lẽ, chắc có lẽ là tụi con xin phép các cô, tụi con về chúc các cô sức khỏe ha. Dạ, chúc mấy chú dồi dào sức khỏe nha. Dạ, con cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. 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 Dạ